Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên Nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt. Sinh 1975. Nghề nghiệp tài xế lái container. Hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thùy Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ bên tai em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn, phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Ôi, dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003, tôi có quen một người được 4 tháng à. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài, không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều đúng vợ rồi. Không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Quyền Linh. Mang tiếng thôi, một vài dạ, người có nhiều rồi. Vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ. Mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lã lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách này phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao. Cao hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn trong anh bài... giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi, từ đó vì sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, chạy vòng vòng thôi hả? Chạy các khu công nghiệp thôi. Đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào?
Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong một chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặt chân gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên, đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn ế. Chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói nè. Đi, nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà. Bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc, tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít. Nhiên ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được không anh? Anh cũng đang có ý định để bỏ đó, nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình à, mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm đàm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi. Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lan, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tiếng đường không? Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nha. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã từng quen biết hết. Không ai dám đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à? Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây á là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À, vậy bây là gốc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là Việt rất là vui vẻ. Nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào anh Siêu Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Huế luôn.
mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không cô Tư? Cô Tư thấy cũng được ha, anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm. Nên bấm, rồi vậy được rồi. Thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước xe, rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ sao không lạ? Giờ đọc giờ lạ luôn hả? Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được, còn không có đem cong theo. Ai à, cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời à, mở rào. Quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo có giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mai mốt xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho giờ một chút nha. Lái xe qua nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn anh cũng kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Cũng hợp hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu vậy, như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Ờ, thấy dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ. Dạ. Cho nên dạ. Không, ấy, nói là em có cái giống như tiếng sét á, người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp nếu mình bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Dạ. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách, nhưng anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Vậy tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi. Có hồi đổ nè. Nãy giờ. Quýnh gầm liền đúng không? Gầm liền. Rung động liền đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Ê, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình là này chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi, em giữ tiền đi ha. Còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi, thiệt. Phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình. Con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn, nói chị. À, dạ, cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ, cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai, con gái, em đều thích hết anh. À, giống dạ. Anh rồi đó. À, anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ồ, giữ dạ. Gì hả? Ba đứa chứ có nếu gì mà anh có điều em. Kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh, chị của em á là nãy giờ luôn có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á anh này nọ đó thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không anh, em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa vậy? Anh phải thực sự yêu thương chị của em.
không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha, nếu không là em tìm tới quận 4 em tìm anh luôn á. Ghê ghê. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Nguyên Linh. Kiếm Nguyên Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ, mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh thấy không được. Sợ quá. Trời, anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn lắm xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh khung nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ không trên tóc anh. Không mà hung nó không chịu. Ừ, không chịu đúng rồi kìa. Anh còn định hung ngoi nữa đó. Đừng rung, anh nắm tay nè, không có rung đâu ha. Đừng rung. Có anh là không ra đâu ha. Thôi, hung. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ, thì cũng có. Nói chung là em run lắm. Đúng. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây. Tại cố định mặt mình ha, tại chương trình ở đây cũng sẽ có quay làm một đoạn clip ngắn á nha. Mình sẽ bắt đầu chia sẻ luôn thật là chủ động về bản thân mình trước nè. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ha? Dạ, em tên là Võ Thanh Phong. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại ở Tây Ninh. Và em làm thợ hớt tóc ở tại quê á. Ừ, là em tự mở tiệm hay sao? Dạ, em tự mở tiệm. Ừ, là em mở được lâu chưa? Dạ, em làm cũng được gần 7 năm. Rồi, tiệm em là chuyên tóc nam hay như thế nào? Dạ, em chuyên tóc nam ạ. Rồi em làm như vậy thu nhập em có ổn định không? Dạ, thì bình quân mỗi tháng thì cũng tùy theo, có thể tháng được 7-8 triệu, 8-9 triệu tùy theo. Ừ, ok. Phong chia sẻ một xíu về bản thân em đi, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu, tật xấu, tài lẻ của mình ha. Dạ thì về điểm mạnh thì em chung là biết làm việc nhà, biết nấu ăn. Rồi còn về điểm yếu thì em cũng hơi nhút nhát xíu. Còn em không có cờ bạc, cũng không có rượu chè, cũng không có dùng bất cứ chất kích thích gì hết. Rồi biết làm việc nhà, biết nấu ăn này kia các thứ, rồi có tật xấu gì không? Dạ cũng em thấy em cũng không có tật gì xấu hết trơn. Có nhậu nhẹt này kia các thứ không? Dạ không. Rồi thì, mình nói chung là khi mà đám tiệc á thì dù cưới hỏi thì mới có uống chút ít nè, chứ không có nhiều. Tại vì là em bây giờ em ít có khi nào uống rượu bia lắm nên thành ra em uống không được. Mình có mình có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Thì em cũng biết chơi guitar rồi cũng chơi thể thao vậy á. Biết chơi guitar rồi mình ca hát này kia rồi được không? Dạ được ạ. Rồi hát thử một đoạn chị nghe luôn nha. Giờ đó nhạc trẻ hay là bolero chị? Nhạc trẻ đi. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Rồi ok. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi sao mà chia tay? Dạ thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Vì có thể là có duyên nhưng mà không có phận với nhau nên thành ra em chia tay. Cụ thể thì chia tay là do em hay do bạn gái hay sao? Thì cũng do gia đình bạn gái cũng không chịu. Rồi cái như mối tình thứ nhất là gia đình bạn gái cũng không chịu. Rồi mới buộc bạn ấy phải đi lấy chồng.
em gia đình em cũng có ý định là sẽ bước tới, nhưng mà gia đình ấy không chịu. Rồi coi như là chia tay bao lâu em? Do người ấy đang quen rồi tự nhiên quen với người khác nên chủ động chia tay với em. Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái làm sao Phong? Thì mong muốn tìm mẫu bạn gái là cũng hiền, có công việc ổn định, lo làm ăn, rồi với lại biết hiếu thảo với cha mẹ. Rồi vậy thôi chứ em cũng không có mong muốn gì hơn. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái thì ở đâu? Thì nếu được có thể thì ở gần trong vùng đất Tây Ninh này cũng thì sẽ tốt hơn. Hoặc bạn gái đang làm ở Sài Gòn thì đặt có được không? Dạ được ạ. Rồi tuổi tác bạn gái có yêu cầu gì không? Thì cũng chỉnh chuẩn tí xíu, tầm khoảng chừng 24-25 trở lên. 24-25 tuổi trở lên. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Dạ thì cũng không có yêu cầu gì hết chị. Rồi ok, nói chung là hôm nay chỉ là buổi cát đầu tiên thôi ha. Nếu mà em nghe được tín hiệu ở bên em rõ ràng không ạ? Anh nghe em ơi. Dạ ok anh. Anh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình nhá. Họ và tên, nghề nghiệp, đang ở đâu, sinh sống và làm công việc gì nhá. Dạ mời anh. Mình tên là Lê Văn Đăng. Dạ. Mình ở Thanh Hóa. Dạ rồi. Nghề nghiệp thì mình mới đi xuất khẩu Nhật Bản về. Giờ mình nghề nghiệp đang lái xe. Mà cụ thể hơn là lái xe cho hãng thì hay chở hàng hay như thế nào anh? Xe của mình, xe gia đình. Về lái xe gia đình ạ? Xe gia đình, xe nhà. Nghĩa là ai người ta thuê anh chạy dịch vụ lại hay là sao ạ? Đúng rồi. Rồi. Hiện tại là anh có ở Thanh Hóa luôn. Mình ở Thanh Hóa. Dạ vâng, nếu mà chương trình bạn muốn hẹn hò ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì anh có sắp xếp để bay vào được không ạ? Nếu nó thì được thì mình bay vào. Dạ rồi ok anh. Anh đang là một con người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh là hòa đồng với mọi người. Rồi. Điểm yếu là hơi nhút nhát. Nhút trong trường hợp nào thì anh sẽ nhút nhát? Anh cứ nhìn thẳng camera em nào. Chứ bạn gái thôi. Đứng trước bạn gái thì nhút nhát thì cụ thể nó như thế nào em lại chưa biết là nhút nhát hay con gái nhút nhát như thế nào á. Tính như ít nói. Ít nói nghĩa là anh không chủ động nói cho người ta. Rồi ít nói rồi. Anh trước giờ là mối tình rồi mày nhá. Dạ mới một mối tình. Trước giờ là mới có một mối tình. Từ lúc đi học cơ, đi học cấp 2. Giờ thì cái tình cảm mà học cấp 2 là khoảng bao nhiêu lâu? Mấy tháng. Vừa mấy tháng. Rồi thế anh trong nguyên một cái quá. Anh đang sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 1987. Có vẻ anh cứ cô đơn độc thân. Dạ anh có nhiều không? Cái gì bạn ơi? Có nghĩa là anh kể cả anh đi xuất khẩu bên Nhật này, sang Linh làm quen này kia, rất nhiều. Tại sao người mà ta, con này? Người chàng đấy thì toàn nó làm với người Nhật thôi. Xong rồi ví dụ như ở cấp 3 thì là cái hay sao ạ? Cấp 3 mình có học xong cấp 2 mình đi học nghề. Theo anh ấy thì anh cảm nhận thấy tại sao mà anh ấy có mỗi một mối tình duy nhất ở cấp 2 mà anh không có nhiều mối tình như người ta. Tính nhốt nhát. Rồi. Ok, bây giờ anh muốn chương trình bạn muốn hẹn hò tìm cho anh một người như là người bình thường thôi. Biết anh... rồi để chăm lo gia đình. Ngoại hình sao? Ngoại hình bình thường thôi, không đòi hỏi cao trên 1m50 à thật. Cao trên 1m50.
Tóc tai mặt mũi thế nào? Dễ nhìn. Dễ nhìn. Anh mà miêu tả không có chính xác, người ta làm chương trình anh miêu tả không chính xác ấy, là cho anh mỗi cô mập mẹp 80 kg. Ok. Bình thường nói còn tầm trên 50 kg thôi. Đó thì đổ về rồi. Bây giờ thì bọn em phải ký, phải lọc những cái theo cái yêu cầu của anh ấy. Bây giờ anh phải miêu tả cụ thể chi tiết. Mặt mũi thế nào? Anh đang tưởng tượng cái mẫu người đó như thế nào, người ta làm công việc gì, ở đâu thì hợp lý để mà cho. Nhưng mà ở trong đấy nhiều như toàn làm ở trong 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 mình cả. Trong Nam à? Dạ không, vẫn có những người vẫn có những người mà sẽ ở Thanh Hóa bay vào. Anh ạ. À, thế cùng tìm người cùng quê thì càng tốt. Cùng quê thì tốt đúng không? Nhưng mà nếu mà xe hơn một chút xíu có được không? Được, chả sao rồi. Yêu anh yêu xe được không? Được. Chấp nhận yêu xe được luôn. Tờ, ví dụ cô đấy chẳng có may mà lỡ một lần đò qua một cuộc hôn nhân thì có vấn đề gì không? Không, tìm bạn nào ấy chưa qua lần đò ấy. Thì mà chưa qua lần đò rồi đấy, bây giờ anh có tất cả yêu cầu gì về bạn gái thì anh đã hết đi để em lọc được thôi. Bình thường chung tuổi từ 30 đổ về rồi. Từ 30 đổ về. Ok. Còn có cái điểm gì mà anh không thích về phụ nữ không? Bình thường mình cứ nói đó. Cứ dễ nhìn, khuôn mặt dễ nhìn là được. Tính cách thì giao tiếp mình mới biết được. Giờ mới cây mới hoa, mỗi người mới tính thì mới đầu thì ai biết được. Rồi. Ok, rồi. Hôm nay làm quen với Đăng, nếu mà anh Đăng được chọn cho cái vòng ghi hình của bài mối hẹn hò thì sẽ có biên tập làm việc nội dung với anh kỹ hơn nhé. Rồi em cảm ơn anh. Nói to hơn một chút xíu để bên mình nghe thấy nhé, tại tiếng nó nhỏ quá. Dạ. Rồi. Alo, nghe anh nghe rõ không? Rồi nghe rõ rồi. Bây giờ bạn giới thiệu những cái thông tin cơ bản như họ và tên, ngày tháng năm sinh, công việc của mình nhé. Giới thiệu qua bản thân của bạn luôn để cho bên mình có thông tin. À, em họ tên là Trịnh Thanh Tiền. Trịnh. Trịnh Thanh Tiền. Dạ. Rồi. Sinh ngày 1/12/1992. Rồi. Tiền nó làm công việc gì? Dạ em đang làm công ty, công nhân công ty. Công nhân công ty thì Tiền. Dạ em làm công ty đông lạnh thủy sản. Rồi. Quê của mình ở đâu và mình đang sống ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Bạn đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quê luôn. Đang sống Đồng Tháp luôn. Dạ. Vậy là thu nhập của Tiền một tháng là trung bình là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ được khoảng 7 triệu. Rồi, đang sống ở Đồng Tháp. Rồi. Nếu bây giờ chương trình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì bạn lên trên này được không? Dạ được. Bạn là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu gì? Em thì vui vẻ hòa đồng. Vui vẻ hòa đồng này. Thế vậy cái điểm yếu, cái điểm gì mà mình cảm thấy mình dở nhất, mình không tự nhất? Như dạng như nấu nướng này kia thì em dở. Ngại ở đám đông. Rồi, ngại đám đông. Dạ. Ngại đám đông đúng không? Và cái mục đích là sao bạn ấy muốn tham gia chương trình bạn mới hẹn hò? Dạ, em cũng muốn tìm một nửa mình. Nếu được thì phải tiến xa hơn. Rồi, trước giờ mình có mấy mối tình thôi. Dạ,
được 2-3 mối rồi nè, nhưng mà cũng không đi tới đâu được. Mối tình dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ 1 năm mấy. Tại sao lại chia tay, yêu nhau 1 năm mấy chia tay? Em cũng không biết lý do đó, thì người ta bỏ em, ta đi em cũng không biết. Em hỏi lý do mà không nói. Rồi, bây giờ bạn muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Nói chung thì mẫu người vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhiều dưới. Dạ được rồi. Như vậy chưa được đâu, như vậy chưa có đủ. Bây giờ phải biết được là ông thích cái ngoại hình như thế nào, cái khuôn thế nào. Chứ bây vui vẻ hòa đồng kính trên nhường dưới. Bây giờ đưa cho anh một bà chị sinh năm 82 nhá. Độ tuổi thì cũng cỡ trạng tuổi em, là năm nay cũng 30 rồi. Độ tuổi bằng tầm tuổi mình đúng không? Dạ. Ngoài em đâu về ngoài. Alo, dạ. Dạ alo, bây giờ về ngoại hình thì sao anh? Ngoại hình thì cao khoảng 1m6 được rồi anh. Rồi, tóc dạ. Còn tóc có được không? Xăm chỗ được không? Nói chung là nhuộm tóc thì cũng được, nhưng mà hạn chế xăm, xăm thì nhỏ thôi. Rồi dạ. Anh thích một cái mẫu hình như kiểu là ca sĩ hay là diễn viên nào không, để bên chương trình người ta còn hình dung ra? Dạ, giống như chị Linh Dương Ngân Ngọc vậy anh. À, giống Linh Dương Ngân Ngọc. Tính cách vui vẻ. Ngân Ngọc. Rồi, anh đã chuẩn bị những gì để cho hôn nhân rồi? Dạ thì em thì có công việc cũng định rồi. Nói chung là nhà thì cũng có ruộng dừa. Nói chung là về quê, em thì ở quê nên cũng có được chút ít. Nhà có lộ vừa rồi. Rồi, ok anh Tiền nhá. Thì hôm nay chương trình gọi điện đến cho anh để làm quen với lại biết được một số những cái thông tin cơ bản về anh. Nếu mà anh được lựa chọn cho vòng ghi hình của ngôi sao của bạn muốn hẹn hò ấy, thì chương trình sẽ có biên tập liên hệ với anh nhé. Dạ, yeah,